chị yên tâm, tôi nếu có ý định tranh giành, tôi sẽ không đợi đến bây giờ đâu. Tôi đang rất bận, đừng làm phiền tôi nữa. Cô có làm sao không? Làm sao là làm sao? Tôi đang lặn, tự nhiên anh ra túm lấy tôi làm gì? Xin lỗi cô, tôi cứ tưởng là... Tôi biết bơi mà. Thôi, dù sao cũng cảm ơn anh. Xin lỗi cô. Nên, mau mau tận dụng cơ hội đi. Thấy chàng nào quăng lưới mau. Này này, cái miệng chú Trương thật đấy. Vừa nói là có một anh Tây xuất hiện liền đây này. Hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, anh không máy đây. Thế nhá. Uầy, ni hào. Ni hào. Nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. Tôi không phải người Trung Quốc. Can you speak English? That you are from Vietnam and I only speak a little bit of Chinese. Sang Việt Nam mà biết tiếng Trung Quốc thì làm được gì? Thế nhá. Bye bye. Okay, bye bye. Sorry. Okay. Alo. Xin lỗi, đây có phải là số của anh Hoàng Định không ạ? Đúng rồi. Xin lỗi ai đấy ạ? Chào anh, tôi là Dương, phóng viên của tạp chí Xê Dịch. Sắp tới bên tôi có dự định sẽ đăng tải loạt bài trong chiến dịch PR quảng cáo khu resort Rainbow. Bên quản lý có giới thiệu anh là người thiết kế. Vậy anh có thể bớt chút thời gian cho tôi phỏng vấn được không ạ? Có cần thiết phải gặp trực tiếp không? Hay cô gửi câu hỏi qua email, tôi có thể trả lời. Dạ, vậy cũng được. Tôi sẽ gửi luôn đây. Cảm ơn anh trước nhé. Alo, tôi định nghe đây. Anh thề với các chú là khi nào nó tới, anh sẽ phải tát cho nó một phát. Cái gì thế? Tát? Tát cái gì? Tát đứa nào? Muốn bạo lực bất thường, tất là có nguyên do bất thường. Sao? Nó là đứa nào? Nó làm gì chú? Nói đi, bọn anh sẽ giúp chú xử cho nó một trận. Lại còn làm gì à? Nó biến anh thành cái già thế này mà các chú còn hỏi nó làm gì? Hai con Hâm này, nó là thằng chồng tương lai của anh chứ thằng nào nữa. Thằng nào thì cái số nó chả phải lấy anh, đúng không? Thế mà nó cứ loạn quạng ở đâu, chả thèm đến khuôn anh đi. Để anh phải sống kiếp gái già mấy chục năm trời. Bực mình. Chuẩn, quá chuẩn. Nó phải tát ngay. Nói, nó lại để cho bạn Dương dế xương của chúng mình sống trong nỗi lo nơm nớp. Ế chồng thế là dữ lão. Tát ngay. Dạy dỗ ngay từ lúc nó thập thò mới vác mặt vào. Đừng để như tao bây giờ bị chồng đè đầu cưỡi cổ. Cái thằng này nó ngẫn quá. Có mỗi cái việc là rước anh đi mà cũng chẳng biết đường. Giờ còn chẳng biết lang thang ở cái xó nào nữa.